Móng vuốt của động vật là một trong những vũ khí đáng gờm, nó rất hữu ích để tự vệ, giết con mồi và dùng để cắt các loài thực vật. Động vật đào hang cũng dựa vào móng vuốt để đào, một số thậm chí còn sử dụng móng vuốt như một phần để thu hút bạn đời. Một trong những loài động vật có móng vuốt dài nhất hiện nay là con tatu khổng lồ với chiều dài khoảng hơn 20 cm. Nhưng ngay cả những móng vuốt to lớn của loài động vật này vẫn còn nhỏ so với móng vuốt của một số loài động vật thời tiền sử như Dryzerosaurus. Loài khủng long có móng vuốt vô cùng nổi tiếng trong hồ sơ hóa thạch. Hầu hết chúng là loài khủng long chân thú và móng vuốt khổng lồ của chúng phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu 15 loài khủng long có móng vuốt dài nhất từng được biết đến. Mình cũng xin nhấn mạnh vì rất nhiều lần các bạn hiểu nhầm rồi trách mình. Các video mình đăng tải chỉ nhằm mục đích cùng các viewer tìm hiểu và sửa sai kiến thức cho nhau, chứ không phải là video truyền tải kiến thức. Và nội dung trong video này được chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin cần đính chính, các bạn vui lòng bình luận bên dưới để mình và anh em viewer cùng tham khảo nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ UltraXe, rồi chúng ta cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 15. Mononychus. Mononychus không chỉ có móng vuốt dài, chúng cũng có vẻ ngoài kỳ lạ. Cẳng tay của loài khủng long này ngắn và mập mạp. Mặc dù nó có 3 móng vuốt, nhưng 2 trong số đó đã cực kỳ nhỏ bé và tàn tạ. Theo trích dẫn từ Wikipedia, thì con khủng long này có một móng vuốt lớn dài tới 7,5 cm. Cái tên Mononychus có nghĩa là một móng vuốt, ám chỉ loài móng vuốt có hình dáng kỳ lạ này. Mononychus sống ở châu Á khoảng 70 triệu năm trước trong thời kỳ kỷ phấn trắng. Loài khủng long này là loài ăn côn trùng và móng vuốt dài rất hữu ích trong việc phá vỡ các ổ mối, đi lộ những con côn trùng mà nó săn mồi. Số 14. Oviraptor. Oviraptor là một loài khủng long nhỏ có lông vũ với cánh tay dài vừa phải và móng vuốt nổi bật. Theo các nguồn mà mình tìm được thì các móng vuốt dài của loài khủng long này hiện diện trên 3 ngón tay, dài trung bình khoảng 7,6 cm. Oviraptor không có răng trong hàm nên khó có thể ăn thịt, cũng không rõ liệu nó chỉ ăn thực vật hay không và lấy thức ăn bằng cách nào. Bởi vì bản chất chính xác của chế độ ăn của loài khủng long này vẫn chưa được biết đến, nên thật khó để biết những móng vuốt này được sử dụng để làm gì. Các chuyên gia cho rằng chúng có thể hữu ích cho việc đào bới và Oviraptor có thể đã sử dụng chúng để tự vệ cho những kẻ săn mồi. Số 13. Struthiomimus. Struthiomimus là một loài khủng long có kích thước trung bình giống chim. Nó có thân hình mảnh mai và có thể là một loài di chuyển nhanh nhẹn. Loài khủng long này có cánh tay dài và khéo léo với móng vuốt sắc nhọn. Móng vuốt của ngón thứ hai và thứ ba thẳng, nhưng móng vuốt của ngón cái, ngón lớn nhất hơi cong. Móng vuốt này dài trung bình tới 12 cm. Struthiomimus sử dụng móng vuốt của mình để giữ chặt con mồi. Chúng cũng đủ dài và khỏe để gây ra những vết thương hở và giữ chặt con mồi trong khi kiếm ăn. Struthiomimus không hoàn toàn là loài ăn thịt, nó là loài ăn tạp, có nghĩa là nó cũng có thể sử dụng móng vuốt để thu hoạch thực vật. Số 12. Gigantoraptor. Đúng như tên gọi của nó, Gigantoraptor là thành viên lớn nhất trong một họ khủng long giống chim được gọi là Oviraptorosaur. Trên thực tế, loài khủng long này nặng hơn tới 35 lần so với Citibati, loài giữ kỷ lục trước đó về loài khủng long lớn nhất trong họ. Loài khủng long này cũng có chi trước và chi sau rất dài. Xương cánh tay của nó khá dài khoảng 73,5 cm, được trang bị bởi những móng vuốt dài giống như dao găm, khiến loài khủng long này có vẻ ngoài đáng sợ. Nó thường được mô tả là loài ăn tạp không chọn lọc, có nghĩa là chế độ ăn của nó sẽ bao gồm cả thực vật và động vật. Số 11. Deinonychus. Deinonychus sống ở Bắc Mỹ vào đầu kỷ phấn trắng. Khi được phát hiện vào những năm 1960, những móng vuốt săn mồi to lớn trên bàn chân của Deinonychus là thuộc tính quyến rũ nhất của nó. Điều này cùng với bản chất nhanh nhẹn của loài khủng long này đã gây ra nhiều cuộc tranh luận khác nhau trong thế giới cổ sinh vật học về mức độ quan trọng của nó. Theo ghi chú trên Wikipedia thì trung bình, móng vuốt hình liềm của Deinonychus dài hơn 12,5 cm. Bản thân con khủng long này cũng dài khoảng 3,4 m và nặng trung bình từ 60 cho đến 73 kg. Mặc dù bản thân loài khủng long này không được nhiều người biết đến, nhưng hình ảnh nổi tiếng của Velociraptor trong các bộ phim công viên kỷ Jura dựa trên kích thước và tỷ lệ cơ thể của Deinonychus chứ không phải của Velociraptor. Số 10. Ornithomimus. Ornithomimus
là một loài khủng long bắt chước chim lớn nhất và là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của nhóm. Loài khủng long có lông vũ này có kích cỡ trung bình, trông rất giống một con đà điểu. Một trong những đặc điểm đặc biệt nhất của Ornithomimus là móng vuốt của nó. Các ngón tay của loài khủng long này được trang bị dùng móng vuốt dài và thẳng, có lẽ rất hữu ích để nắm lấy cành cây để tiếp cận lá và quả, tạo thành phần lớn trong chế độ ăn của loài khủng long này. Một chế độ ăn tạp thường được đề xuất cho Ornithomimus, có nghĩa là nó có thể ăn được các loài bò sát nhỏ, động vật có vú, côn trùng và các loài động vật nhỏ khác ngoài chế độ ăn chủ yếu là thực vật. Số 9. Deinocheirus. Loài khủng long có vẻ ngoài kỳ quái này là thành viên của một họ khủng long được biết đến với những điểm tương đồng bề ngoài với các loài chim hiện đại, Ornithomimosaur. Loài khủng long này được đặt tên vào năm 1970 dựa trên cặp cánh tay khổng lồ, đai vai và một số hóa thạch vụn khác được phát hiện ở Mông Cổ. Cái tên Deinocheirus có nghĩa là bàn tay khủng khiếp, ám chỉ những móng vuốt cong khổng lồ trên chi trước của loài khủng long này. Deinocheirus có cánh tay dài nhất so với bất kỳ loài khủng long hai chân nào, với chiều dài khoảng 11 mét. Ở cuối cánh tay dài này là một móng vuốt dài gần 20 cm. Deinocheirus chủ yếu là ăn cỏ, nhưng có lẽ là ăn cả cá và các loài động vật nhỏ khác. Số 8. Bạo chúa T-Rex. Loài khủng long mang tính biểu tượng này là một trong những loài săn mồi trên cạn lớn nhất từng được biết đến. Mặc dù bộ hàm mạnh mẽ và hàm răng sắc nhọn của nó là vũ khí mạnh nhất mà nó sở hữu, nhưng nó cũng có những móng vuốt tương đối dài và cong ở mỗi chân. Mỗi bàn chân có 3 ngón, mỗi ngón kết thúc bằng những móng vuốt khổng lồ dài ít nhất 22 cm và không có tấm keratin bao phủ. Những móng vuốt dài của T-Rex sẽ cung cấp lực kéo khi đi lại hoặc leo trèo trên các bề mặt, nhưng chúng sẽ hữu ích trong việc chiến đấu và giữ chặt xác con mồi đã chết trong khi chúng đang ăn. T-Rex cũng có thể gây ra những vết thương sâu bằng móng vuốt của nó bằng cách dùng nó chém vào con mồi. Số 7. Utah Raptor. Với chiều dài ước tính từ 5 đến 6 mét, Utah Raptor là loài khủng long Dromaeosauridae lớn nhất từng được phát hiện. Nó sống ở Bắc Mỹ khoảng 130 triệu năm trước vào kỳ phân trăng sớm. Cũng như các loài ăn thịt khác, móng vuốt sát thủ lớn ở ngón chân thứ hai của loài khủng long này là một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của nó. Các móng vuốt lớn hơn và thậm chí còn chuyên dùng làm lưỡi cắt hơn bất kỳ loài Dromaeosaurus nào khác. Mỗi móng vuốt dài khoảng 24 cm và được bao phủ bởi chất sừng sắc nhọn. Với kích thước khổng lồ của loài khủng long này, nó không nhanh nhẹn như những họ hàng khác của nó. Điều này cho thấy nó có thể săn con mồi bằng cách phục kích. Số 6. Megaraptor. Megaraptor ban đầu được phân loại là loài khủng long Dromaeosauridae khi đó được phát hiện lần đầu tiên. Điều này do hóa thạch duy nhất của loài khủng long này được tìm thấy vào thời điểm đó là một móng vuốt duy nhất dài khoảng 30 cm. Móng vuốt hình lưỡi liềm trông rất giống móng chân của Dromaeosauridae, chẳng hạn như Utah Raptor. Sự thật mới xuất hiện vào năm 2010 với việc phát hiện thêm các hóa thạch và loài khủng long này đã được phân loại lại. Móng vuốt hình liềm của Megaraptor nằm ở ngón đầu tiên của cẳng tay thay vì chân như trường hợp của chim ăn thịt. Megaraptor được phát hiện là họ hàng gần của các loài Tyrannosaurus, chẳng hạn như Spinosaurus, nhưng có móng vuốt lớn hơn và cong hơn so với họ hàng của nó. Số 5. Achillobator. Loài khủng long này là họ hàng của Velociraptor và các loài khủng long Dromaeosaurus khác. Nó là một trong những thành viên lớn nhất của họ này, có kích thước gần bằng Utah Raptor. Dự kiến móng vuốt hình liềm phóng to của Achillobator cũng là một trong những móng vuốt lớn nhất trong số họ hàng của nó. Achillobator lãng vãng trên vùng đồng bằng Mông Cổ trong thời kỳ cuối kỳ phân trắng. Loài khủng long này là loài săn mồi nhanh nhẹn và móng vuốt cong lại rất hữu ích để chém con mồi hoặc tự vệ. Achillobator có bộ xương chắc chắn so với các cấu trúc nhẹ điển hình của loài khủng long Dromaeosaurus. Rõ ràng nó không được chế tạo để chạy nhanh nhưng vẫn có khả năng săn những con mồi lớn nhờ bộ móng khổng lồ. Số 4. Spinosaurus. Dựa trên nghiên cứu mới nhất của Paul Cedrino thì Spinosaurus dài khoảng 14 mét và nặng tối đa là 7,8 tấn. Nó từng được cho là một trong những loài khủng long lớn nhất. Dự kiến loài khủng long ăn thịt này cũng là một trong những loài có móng vuốt dài. Không giống như các loài khủng long chân thú khác như T-Rex, chi trước của Spinosaurus khá khỏe với mỗi bàn tay có 3 ngón, mỗi ngón đều có những móng vuốt khổng lồ. Các móng vuốt dài từ 17 cho đến 30 cm. Spinosaurus là loài khủng long chân thú độc nhất, dành một phần thời gian trên đất liền. Ngoài việc làm loài khủng long chân thú bán thủy sinh, chế độ ăn của loài khủng long này cũng rất khác biệt. Nó có khả năng săn cá và các con mồi dưới nước khác, nhưng cũng có khả năng săn các động vật trên cạn sống ở vùng đồng bằng ở Bắc Phi. Số 3. Nocturnicus.
Cái tên Nothornicus được dịch là móng vuốt lười biếng và nó ám chỉ hình dáng giống con lười của loài khủng long này. Ngoài ra, một đặc điểm đáng chú ý khác của Nothornicus là móng vuốt tương đối lớn và nhọn trên các ngón tay của nó. Mỗi móng vuốt dài khoảng 30cm và hơi cong. Cánh tay của loài khủng long này rất khéo léo, có nghĩa là chúng có thể sử dụng để đào hoặc thu thập các nguyên liệu thực vật. Nothornicus là loài khủng long ăn cỏ, điều này khá bất thường đối với những loài khủng long chân thú. Số 2. Baryonyx. Baryonyx là một loài khủng long thuộc kỷ phấn trắng có tên dịch ra là móng vuốt nặng. Tên này ám chỉ móng vuốt khổng lồ trên ngón tay của loài khủng long này. Móng vuốt dài khoảng 31cm, móng vuốt ở ngón đầu tiên của mỗi chi trước dài như thế này, trong khi các móng vuốt còn lại có kích thước nhỏ hơn. Baryonyx có hộp sọ độc đáo trông giống như hộp sọ của cá sấu hơn là của một loài khủng long bình thường. Đây là loài khủng long đầu tiên được xác nhận có chế độ ăn cá. Điều này được chứng minh bằng sự hiện diện của vảy cá trong dạ dày của loài khủng long này, chi trước dài và móng vuốt khổng lồ của nó, có lẽ rất hữu ích để săn bắt cá. Số 1. Zorizinosaurus. Zorizinosaurus, 70 triệu năm tuổi, giữ kỷ lục là loài động vật có móng vuốt dài nhất cả khi còn sống và đã tuyệt chủng. Loài khủng long này được phát hiện vào năm 1954, nhưng trong nhiều năm sau phát hiện đầu tiên, người ta chỉ biết bộ móng vuốt khổng lồ và một số mảnh xương rời rạc khác. Cái tên Zorizinosaurus được dịch là thằn lằn lưỡi hái, và nó dùng để chỉ những móng vuốt dài hình lưỡi hái trên cả 3 ngón tay của mỗi bàn tay của loài khủng long này. Cái móng vuốt dài 50cm. Mặc dù những móng vuốt khổng lồ của loài khủng long này trông giống như dùng để xé thịt, nhưng cách sử dụng của chúng lại giống với công cụ cào thực vật hơn mà chúng được đặt theo tên. Zorizinosaurus rất có thể là một loài khủng long ăn cỏ, và móng vuốt dài chủ yếu được sử dụng để tóm và cắt thảm thực vật. Mình cũng đã có một video phân tích riêng về loài này, các bạn có thể tìm xem lại trên kênh hoặc video mình đính kèm ở phần mô tả nhé. Vừa rồi là 15 loài khủng long có móng vuốt dài nhất. Một lần nữa mình xin nhắc lại, vì rất nhiều lần các bạn hiểu nhầm, nên các video mình đăng tải chỉ nhằm mục đích cùng các viewer tìm hiểu và sửa sai kiến thức cho nhau, chứ không phải là video truyền tải kiến thức. Và nội dung trong video này được chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin cần đính chính, các bạn vui lòng bình luận bên dưới để mình và anh em viewer khác cùng tham khảo nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của UltraXe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.